Chào các bạn, ở video trước thì mình đã giới thiệu cái phiên bản Excel hoàn toàn là tự động kiểm tra cấu vũng tròn theo tiêu chuẩn 1823/2017 mới nhất 2024. Thì video trước thì chúng ta đã thấy là nó đã bổ sung thêm cái phần kiểm toán sức cắt, kháng cắt và chỉnh sửa một số cái sai lầm, những cái điều không hợp lý trong cái tính toán cống. Thì ở đây từ video tiếp theo thì chúng ta sẽ, các bạn có thể quay lại video này để xem. Thì mình sẽ để link video phần 1 ở dưới phần mô tả của cái ở dưới cái comment của cái video 2 này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video 2 của chúng ta, là chúng ta sẽ đi cập nhật cái thêm cái phần tính sức chịu tải đất nền, sức chịu tải của đất nền ở dưới cái đáy móng cống. Đây, sức chịu tải của đất nền dưới này. Cái trường hợp đây là chúng ta, thì đối với trường hợp mà chúng ta đất nền chúng ta nó bị phá hoại, nó không đảm bảo sức chịu tải đất nền, thì chúng ta sẽ đi gia cố cọc tre cứ tràm. Ở đây chúng ta cũng sẽ có sự tính toán cái cọc tre cứ tràm luôn. Đấy, thì ở đây thì trong cái phần này, trong phần nhập số liệu này, thì đối với chúng ta sẽ cập nhật thêm bảng này giúp bạn là kiểm toán cống tròn hoàn toàn bằng Excel 1823 New 2024 các bạn nhé. Thì ở đây thì nó sẽ nhập thêm một số số liệu, như ở phần 1 thì có các số liệu này. Ngoài ra sẽ có số liệu như chiều rộng đế móng cống tròn, tức là B B tức là chiều rộng của đế móng này, B là khoảng cách từ đây đến đây này, là chiều rộng này. Diện tích đế móng cống tròn tức là diện tích của cái phần đế móng này là bao nhiêu này, các bạn đo trên két, các bạn đo trên két cái diện tích này bao nhiêu. Đây, diện tích cái này đế móng này, đây là bề rộng từ đây đến đây này. Và diện tích là diện tích cái phần này, và đây sẽ có cái dung trọng của vật liệu đế móng. Đây, đế móng chúng ta làm bằng bê tông thì chúng ta nhập dung trọng của bê tông vào đây. Đấy, chúng ta nhập dung trọng của vật liệu đế móng. Rồi, đây là phần một số phần dữ liệu nhập thêm vào. Thì ngoài ra thì ở đây là chúng ta thấy số liệu vật liệu đất đắp chúng ta này, đất đắp chúng ta có một số thông số của đất đắp như là dung trọng trung bình của đất đắp này, dốc nội ma sát đất đắp này, và lực chính đất đắp. Đây là dùng đất đất cát nên là C bằng không, ví dụ như thế. Là nhập vào đây là đất đắp ở phía trên này, phía trên cống. Thế còn đây là chúng ta sẽ có thông số về vật liệu đất nền dưới đáy móng cống, tức là đất nền dưới cái đáy móng này. Đây là đáy móng của chúng ta này. À, thì đất nền ở dưới này chúng ta sẽ nhập thông số đất nền ở dưới đáy móng này, dung trọng đất nền này, và tấn, các bạn chú ý đơn vị tấn trên mét độ. Đây được chính là tấn trên mét nhé. Thì dung trọng đất nền này, góc nội ma sát này, lực dính đơn vị này. Đấy, chúng ta sẽ nhập vào. Đấy, còn ngoài ra thì các thông số khác thì nó cũng giống như video 1 thôi. Ở đây các bạn có thể đón xem video 1 của chúng ta. Ở đây. Đấy. Đó là bảng mới nhất 2024. Kiểm tra đầy đủ nhất 2024. Đấy, thì các phần chúng ta thấy biết là phần màu đỏ chúng ta nhập vào và lựa chọn, còn phần màu đen là tự động tính toán các bạn. Ok. Đây thì phần này thì cũng giống như cái video 1 của chúng ta thôi. Đây là phần tiếp cắt. Đấy, chúng ta về cắt thêm bổ sung thêm phần phần cắt theo 10.2.4.2.5 và 10.4.2.6. Chúng ta có thể xem lại video 1 này để rõ hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phần kiểm toán sức đất nền đáy móng. Đáy móng ở đây thì thông số này tính toán này, từ các cái thông số bên này nó tính toán, ta cho chúng ta đây 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 các thông số này: đế móng, đất, trọng lượng hoạt tải, rồi trọng lượng làm. Đấy, nó tính toán chúng ta. Đấy. Ở đây thì các thông số ở ngoài này thì các bạn có thể ẩn đi, nhưng mà các bạn không không xóa. Lưu ý là các bạn không xóa comment ở đây.
không xóa, không xóa bất cứ số liệu nào ở bên ngoài này, chỉ được ẩn đi, chỉ ẩn đi thôi. Đấy, các số liệu bên này thì nó phục vụ tính toán, cho nên là chúng ta không xóa số liệu bên ngoài này mà chúng ta chỉ ẩn đi thôi, thì nó sẽ thì chúng ta là phải động theo các thay đổi cường độ này, moment này. Moment đây là trường hợp chỉ có hoạt tải. Với moment do cái áp lực đất thì nó cân bằng rồi, còn hoạt tải nó bị lệch, nó chỉ một bên thì chúng ta sẽ có moment do hoạt tải chạy lệch ở một bên. Đã. Đây chúng ta nó sẽ tính ra chúng ta là EB, tính cho B phẩy, L phẩy và nó tính áp lực trên đáy móng của chúng ta. Đấy, rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái thông số này nó sao cho nó bé hơn cái thông số này thì nó đảm bảo, mà nó lớn hơn là không đảm bảo. Thì đây ta sẽ nhập vào một số thông số, đây ta nhập vào một số thông số như sau. Thì đây thì các thông số nó tự link sang này. Đấy, chúng ta nhập bên này. Đấy, chúng ta nhập bên này, nhập ở phía bên này thì nó sẽ tự link sang ở phía bên này. Đấy, tự link sang rồi, đơn vị nó tự đổi và link sang rồi. Đấy, cái này thông số tự tra rồi, tra phía bên này rồi, cái này nó tự động tính link rồi. Rồi cái này chúng ta sẽ chọn này, nếu có mực nước ngầm thì chúng ta sẽ nhập chiều sâu mực nước ngầm, đơn vị là mm. Ở đây chúng ta sẽ nhập là nếu có chiều sâu mực nước ngầm thì chúng ta nhập đơn vị là chiều sâu so với đáy móng các bạn này, chiều sâu mực nước ngầm so với đáy móng là bao nhiêu mét, chúng ta nhập đơn vị mm vào đây. Thế còn trường hợp mà nó không có mực ngầm thì các bạn để là không có mực ngầm như này, thông chữ không có mực ngầm này. Rồi cái này thông số đất trong ngang thì nó không có hoạt, tức là không có hệ số thì nó tương ứng sử dụng ấy, thì nó tự động tính thôi. Cuối cùng nó cái này là ta sẽ chọn theo phương pháp là chúng ta lý thuyết, phương pháp lý thuyết. Còn đây là phương pháp lý thuyết FPT. Đây chúng ta lý thuyết, ở đây là chúng ta móng trong đá rồi ngựa thực nghiệm, nên ta chọn 0,5. Cho trường hợp ta dùng lý thuyết đây thì nó tính ra QR sức chịu tải, thì cái này tức là tải trọng, tải trọng áp lực lên đất nền, và cái này là sức chịu tải. Thì cái này mà lớn hơn cái này thì không đảm bảo. Đấy, thì không đảm bảo thì chúng ta không đảm bảo thì đây thì chúng ta cũng không cần về kiểm tra lún nữa, bởi vì nó là không đảm bảo sức chịu tải đất nền thì chúng ta cũng không cần về lún nữa. Đấy, lún trường hợp là nó đảm bảo sức chịu tải thì chúng ta sẽ kiểm tra về lún thêm. Ở đây nếu mà không đảm bảo về sức chịu tải thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ nhập một số thông số, đây là thông số tự link này, nó tự link trang hết rồi. Đồ rỗng của đất nền này, đây đất nền các bạn nhá, người đặc trưng của đất nền này. Thì các bạn nhập thêm cái phần là dung trọng khô của đất này. Đấy, nhập thêm dung trọng khô và độ rỗng của đất vào. Đây là tự linh sang rồi. Ok. Thì ở đây nó sẽ tính toán cho chúng ta là ta nhập cái chiều dài của chúng ta ra cố cọc tre hay cửa trạm, thì chúng ta nhập chiều dài của cái cọc tre và cửa trạm ở đây. Cọc tre thường nó 3m đến 3m, còn cọc cửa trạm có thể lớn hơn 4 đến 5m. Ta nhập vào đây thì nó tính ra số cọc chúng ta phải lớn hơn bằng này, chúng ta chọn vào đây 18 lớn bằng 18 cọc, chúng ta chọn 25 cọc mét vuông. Điều kiện thứ hai là điều kiện là sức chịu tải của đất nền giữa mũi cọc thì nó phải đảm bảo là cái này phải lớn hơn cái này. Đấy, thì cái này số 1 nó thiên về an toàn rồi, chúng ta để số 1 là thiên về an toàn rồi. Nên là các phần này chúng ta để nguyên không, nó tự động tính toán và chúng ta kiểm tra như thế này. Đấy, cái này có đảm bảo không, đây thì mình sẽ để động lên. Đấy, nó đảm bảo. Đấy, điều kiện 1 là lớn hơn cái này, chúng ta chọn lớn hơn nhé. Điều kiện 2 cái này đảm bảo là ok nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào kết luận là chọn thế, chọn là chiều dài cọc này. Rồi mật độ cọc. Đấy, mật độ cọc đây,
Đấy, đấy là đối với trường hợp đất nền bị phá hoại thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ gia cố cọc cửa tràn, thí nghiệm phiền phía thêm phần bên này. Thế còn nếu mà còn ví dụ như ở đây chúng ta nhập số liệu này vào là góc này là 15 độ thì khi tăng lên là đất này không phải đất yếu nữa mà đất là đất dẻo cứng, nó khá khá tốt rồi, thì lúc này là sức chịu tải đất nền của chúng ta. Đây chúng ta thấy sức chịu tải đất nền của chúng ta là đảm bảo về khả năng chịu tải đất nền đấy, thì nó đảm bảo về khả năng sức chịu tải của đất nền thì chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ kiểm tra về lún đấy. Khi mà đảm bảo đất nền đảm bảo rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm một phần lún cho nó, thì đây chia đất nền chúng ta có thể kiểm tra công thức này bé mà cái này chúng ta chọn cái này. Rồi cái này thông số nó tự động tính toán các bạn ạ, tự động tính toán. Rồi đây là chúng ta sẽ nhập các thông số về thí nghiệm nén ép EP này, nó tương ứng với lực P thì E bằng bao nhiêu này. Đấy, đó tự nhiên, tự nhiên này 100 nN trên mét vuông thì E bằng nhiêu, nó giảm đi bao nhiêu này, ta nhập vào và cuối cùng nó sẽ tính toán chúng ta, nó sẽ tự động tính toán chúng ta này các thông số về các thông số này. Cái thông số này nó tự động linh chúng ta, tự động tính toán chúng ta này. Và chúng ta sẽ chỉ cần chú ý một điều thôi, là chúng ta sẽ chú ý một cái điều ở đây là chúng ta xem nó tính tiếp thời điểm nào nó dừng lại. Đấy, thời điểm này nó dừng lại ở đây thì chúng ta có thể ẩn phần này đi, ẩn dưới này đi đấy, chưa này đây có dừng lại chúng ta ẩn đây và nó ta sẽ có là độ lún của nó. Tuy nhiên là nếu chúng ta không ẩn đi, không ẩn đi thì cái này nó chắc thì này nó lớn lên thôi, lớn lên một chút thôi. Đấy, theo quy định là nhỏ hơn 5 thì chúng ta có thể là đấy, chúng ta có thể dừng lại và độ lún của nó chỉ là 3,8 thôi. Đấy, trường hợp đấy ẩn đi thì không tính. Đấy, tiếp theo là đối với trường hợp đây, trường hợp đất dính nhá, nền móng là đất dính thì nó áp dụng trường hợp này. Đấy, tức lực dính nó lớn hơn không thì nó áp dụng trường hợp này. Thế đối với trường hợp đất nền móng của chúng ta không phải đất dính mà là đất trời thì chúng ta sẽ chọn cái hệ số kia sức module sensitivity là QC. QC chúng ta sẽ có thể lựa chọn được bằng thí nghiệm mà CVT hoặc chúng ta sẽ lựa chọn theo cái bảng này. Đối với loại đất nào thì QC bằng bao nhiêu xét xét nửa cứng thì chúng ta đánh giá thêm là nó tốt một chút, nó cứng nửa cứng đi lên nửa cứng đến cứng thì nó chọn lớn hơn 15 kg trên trang bình. Thế nó mềm dẻo mềm thì cho bé hơn 15. Đấy, chúng ta sẽ tiêu được giao chảy bột xét này cắt và cát. Đấy, chúng ta sẽ chọn đất trời của chúng ta thì ví dụ như là đất sắt cát pha của chúng ta thì ví dụ như cát pha, đất là cát pha, đất cát hoặc đất sỏi gì đấy. Đấy thì ví dụ ta là 2.000 đây là 220 kg trên sang thiên bình thì nhân với em 100 thì nó ra kilo tơn trên mét bình. Đây là nhân với 100 là nó ra là kilo tơn trên mét bình đấy. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi chọn alpha. Alpha thì nếu mà cát lớn 20 thì alpha thì em 1,5 đến 3 chúng ta sẽ chọn 2. Đấy, chúng ta sẽ chọn đây tính E0 chúng ta. Đấy, tính E0 chúng ta. Và E0 thì nó sẽ tính toán ở dưới này và link xuống dưới này. Và nó sẽ tính toán độ lún của chúng ta. Đây các thông số nó tự động tính toán các bạn nhé. Tự động tính toán. Và chúng ta chỉ lưu ý một điều thôi là chúng ta sẽ lại lưu ý cái nào mà dừng lại tại thời điểm dừng lại thì chúng ta ẩn nó dưới này đi. Đấy, thì nó có độ lún của chúng ta là 5,554 đấy. Thế còn nếu chúng ta không ẩn thì độ lún nó sẽ dừng, đây là dừng lại rồi nhưng chúng ta vẫn tính thì nó sẽ tăng lên đấy. Thì cuối cùng có độ lún của chúng ta kiểm tra độ lún thì đối với trường hợp mà nếu là đất dính thì nó sẽ lấy cái giá trị này. Nếu mà đất rời thì nó sẽ lấy giá trị dưới này. Đấy. Kiểm tra cho cái giá trị cho phép thì có đảm bảo độ lún không? Đấy. Đấy là kiểm tra về cái độ lún.
Đấy, cho cái trường hợp là đất nền của chúng ta đảm bảo cái trạng thái đất nền. Đấy, còn chúng ta hồi nãy là đất cọc tre cho trường hợp là khi mà đất nền không đảm bảo. Đấy, cọc tre cho trường hợp đất nền không đảm bảo thì chúng ta sẽ dùng cọc tre. Tính toán số lượng cọc tre và chiều dài cọc tre. Ok. Thì cái phương pháp của cọc tre này thì nó sẽ có trong cái tạp chí khoa học, một cái tạp chí khoa học của cầu đường mà hồi cũng nó cũng có rất lâu rồi, nhưng mà phương pháp này là phương pháp của giáo sư tiến sĩ Trần Như Hối thì nó cũng đã có tạp chí khoa khoa học trong nghiên cứu khoa học cầu đường, nó sẽ có một cái phần đấy, nhưng mà nó lâu rồi cho nên là chúng ta cũng một chỉ một số tiền bối sẽ biết biết được thôi, còn chúng ta sẽ thì nó cho quá lâu rồi cho nên là chúng ta cũng sẽ một số diễn đàn thì những người kỳ cựu thì họ sẽ nói về cái vấn đề tính toán cái này. Trần Như Hối thì nó có trong cái tạp chí khoa học ấy thôi. Anh chúng ta yên tâm về cái vấn đề là cọc tre cây tràm theo cái phương pháp này thì nó đã có tạp chí trước đó công nhận rồi và cũng công nhận về cái tính toán này rồi, cho nên chúng ta cũng yên tâm về cái vấn đề này tính toán đất nền và phương pháp gia cố cọc tre theo cái phương pháp này. Ok, thì đây thì có nội suy thì chúng ta ẩn đi bởi vì nó không cần thiết, nó chỉ là file để chúng ta hỗ trợ vào đây thôi. Ok, thì các bạn có nhu cầu về cái file tính toán công toán hoàn toàn tự động bằng Excel mới nhất 2024 với đầy đủ các kiểm toán về về cốt thép là về mô men này. Đây, các với chuẩn nhất, đây là cái thông bản chuẩn nhất. Đấy, đã chỉnh sửa và bổ sung những cái cần bổ sung và cái chỉ cần chỉnh sửa thì đã chỉnh sửa. Đấy, bổ sung kiểm toán mô men này, rồi lực cắt này, kiểm toán lực cắt này, mô men thì chúng ta sẽ bố trí là có thép vòng trong vòng ngoài, hay còn lực cắt là để chúng ta bố xem bố trí cái chiều dày thành là đảm bảo chữ cắt chưa, để chúng ta bố trí cốt cắt cốt đai và bao nhiêu cốt đai và số lượng đường cánh và số lượng. Đấy, còn chúng ta sẽ kiểm toán thêm cái phần móng cống để chúng ta xem cái móng cống của chúng ta đã đảm bảo là đất nền ở dưới đã đảm bảo trước chịu tải chưa. Thì nếu đối với trường hợp mà không đảm bảo thì chúng ta sẽ dùng theo phương pháp là gia cố cọc tre từ tràm hoặc thay đất. Thay đất thì ở đây nếu mà dùng các bạn dùng thay đất nhé, thì ở đây các bạn sẽ nhập lại các thông số này, thông số này C, phi, rho này bằng bằng đất thay. Đấy, trường hợp thay đất thì các bạn nhập sẽ ví dụ thay bằng đất cát thì các bạn nhập C bằng 0 và đất cát chúng ta thay vào 30 độ và gamma của đất cát là 1800. Các bạn nhập các thông số đất thay vào đây thì giá trị này sẽ tăng lên. Thì ở đây sẽ đảm bảo. Đấy, đối với trường hợp thay đất. Thế còn trường hợp mà chúng ta không thay đất giữ nguyên thế này thì chúng ta sẽ gia cố cọc tre từ tràm hoặc nhiều phương pháp khác, nhưng mà phương pháp phổ biến nhất trong tính toán cống này thì chúng ta dùng đến cọc tre từ tràm là phương pháp phổ biến nhất. Đấy, ngoài thay đất. Đấy, thế còn tiếp theo là nếu mà nó đảm bảo về nếu mà nó đảm bảo về cái sức chịu tải của đất nền rồi. Trường hợp nó đảm bảo sức chịu tải đất nền rồi thì chúng ta sẽ cần kiểm tra thêm về cái độ lún đất nền đảm bảo thì ok không, thì chúng ta phải kiểm tra về thêm cái phần độ lún của nó để xem là nó có lún vì đất nền đảm bảo chịu tải nhưng mà độ lún của nó xem thế nào nữa. Đấy, xem độ lún của nó có vượt quá cho phép không. Đấy, đảm bảo về độ lún đó. Đấy. Đấy là cái phần tính toán kiểm tra cống tròn mà nó hoàn toàn tự động và đầy đủ nhất năm 2024. Thì mình sẽ để thông tin liên hệ cho các bạn ở dưới phần mô tả của video này và ở dưới phần ghim ở comment của video này, cho các bạn có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cái bản này để có được cái bản tính đầy đủ này, đầy đủ và chính xác và chuẩn nhất 2024. Ngoài ra thì mình sẽ để cái phần phần 1 video và cái phần 1 ở đây. Các bạn tiện theo dõi về cái phần 1 thì đầy đủ hơn.
Với cái bảng tính này thì nó có phần 1 này, một phần 2. Nó có hai phần. Ok. Thì mình sẽ chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Ok, chào các bạn.